Đấy, làm gì đấy cầm mở bóng này vứt mấy bóng đèn làm gì sao lại vứt đi bóng hỏng rồi à? hỏng rồi thì vứt chứ để làm gì nữa thì ông chưa xem những video mà tôi hướng dẫn sửa những cái đèn này sửa làm sao sửa được đây đây vào đây tôi chỉ cho cách sửa này hay lắm đây tôi sẽ hướng dẫn ông sửa đèn led mà nó bền như mới luôn không gặp cái tình trạng bị cháy lại đâu không 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 phải nướng đâu à, đây ông cứ bóc bóc cái đèn này ra đi thì tiền thấy đây thì mình hướng dẫn qua sửa lại những cái đèn led này này mà nó bền như led mới luôn nhá bền như cái led mới các bạn mua về nói bền như led mới thì hơi quá nhưng mà nó sẽ không gặp cái tình trạng như bị cháy khi mà các bạn à, sửa những cái đèn led à, như thế này à, đây là những cái đèn led bị hỏng này đấy các bạn có thể thấy này đấy, thử bóc bóc cái này ra xem nào đấy bóp cho nó hỏng cái lớp keo ra rồi đó cái cách này của mình ấy thì sửa đảm bảo với các bạn là cái led này nó rất là bền luôn so với những cái cách mà trước đây mình đã chỉ các bạn ở cái kênh Mít tơ chế ấy thì anh em có thể xem lại nhé rồi thì ở nhà thì các bạn sẽ sử dụng những cái bóng đèn mà giá rẻ thế này thì sử dụng một thời gian thì nó sẽ gặp cái hình tượng là bị cháy led à, gần như là 80 90 phần trăm là nó sẽ bị cháy cái bóng led này các bạn này nên là cái bóng nó sẽ không sáng nữa nó sẽ cháy một đến hai con Đấy, ví dụ như ở đây nó cháy hai con chẳng hạn này đó thì các bạn cũng có thể kiểm tra bằng mắt thường hoặc là các bạn sử dụng nguồn điện từ 3 đến 5 v để các bạn kiểm tra cho cái bóng led này nó xem nó cháy hay là hỏng này hay là cái bóng nào còn sáng thì kiểm tra bằng mắt thường thì các bạn sẽ nhìn vào cái chip led đấy nhìn vào cái led này này thông thường thì nó cháy thì nó sẽ có một cái điểm đen ở dưới cái bóng đèn này đấy đấy mỗi cái bóng đèn nó sẽ có một cái điểm đen ví dụ cái con này này đó các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái điểm đen bị cháy này thì chắc chắn là cái bóng đèn này nó đã bị cháy một cái bóng hai bóng lên này đó hai cái à, cái cách ở những trước đây thì mình chỉ các bạn đấy thì là cái cách là các bạn tháo những cái bóng đèn này ra và đấu tắt lại thì nó vẫn sáng bình thường nhưng mà cái cách đấy thì sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị cháy thì hôm nay tiền thể ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà sửa cái bóng led này đảm bảo nó bền luôn đây bây giờ ông mở hai cái tấm led này ra đi hai tấm này thì mình thấy nó ngang ngang như nhau công suất thì 20W này con này thì 15W à, con này hình như cũng 20 hay sao ấy à, con này 15 đây ông cứ mở chip led này ra đi muốn lấy bóng đen nào thì muốn sửa cái nào à cái này thì các bạn này chỉ sửa được một trong hai cái này thôi ví dụ thay, như thay cho nhau, nhau không phải thay đâu ông cứ mở ra đi mở ra tôi chỉ cho thì các bạn cũng theo dõi video này và thực hiện thì đảm bảo các bạn là cái chip led này nó sáng bền luôn ở đây thì uh, hai cái bóng này thì một là ông sử dụng cái bóng 15 w này hoặc là bóng 20 w này thì ông lấy bóng nào 20 w nó sáng chứ. thế thì uh, mình sẽ hướng dẫn quan là thay cái chip led từ cái bóng 15 w này sang cái bóng 25 w à, 20 w này để cho cái bóng này nó hoạt động nhé à, các bạn à, thay chip led thì các bạn cũng lưu ý nhé thì các bạn sẽ chọn một cái cái hãng nào nó nó như nhau ví dụ yến quân yến quân thì còn tròn thì cái chip led nó sử dụng gần như là đều như nhau cả đấy cái số vôn nó sáng ấy. đó cứ tháo ra đi các bạn cứ làm theo cách này của mình nhá tại sao mình sử dụng bếp ga thì ở đây mình sử dụng bếp ga để mình tách cái chip led này ra để lấy chip led này thay thế sang phía bên này thì các bạn có thể thay thế bằng cái này bằng cái bàn là cái bàn là cũng rất là nhanh nhá đây, đây tháo tháo cái này ra nữa hay dùng bỏ mỏ hàn để tháo cái dây điện ra này phí ông vứt ba cái này mà ông có thể tận dụng một cái này để sửa hai cái thì không phải là ngon lành hơn ở đây mình hướng dẫn bạn sửa nhanh một cái này ba cái mà dùng một cái để sửa lại hai cái này vẫn sử dụng bình thường đỡ tiền mua bao nhiêu bóng này ngoài thị trường mấy chục nghìn một cái đây sau khi tách ra hai dịp led này thì chọn lấy một cái để sử dụng ví dụ như lấy cái này chẳng hạn này thì kiểm tra xem là cái tấm led này nó hỏng cái nào đấy nó hỏng hình như hỏng con này này đó con này với con đấy thì là thay thế hai con đấy à, các bạn sử dụng bếp ga này này bếp ga nhà bạn nào không có bàn là ấy thì các bạn sử dụng bếp ga này để tách cái chip led này ra thì các bạn bật cái bếp này lên với một cái mức lửa là nhỏ nhất có thể nhỏ nhất có thể đấy, để đặt cái tấm led này lên để gấp những con led này ra cứ bật là cái ga mà nhỏ nhất có thể cái này to quá này thật là nhỏ nhá đó nhỏ nhất có thể để cho đỡ bị hỏng cái cái chip led này để còn gắp cái led này ra cứ đặt lên đi chạy đấy không chạy được đâu đấy các bạn cứ đặt lên như thế này nhé và bật với cái mức nhỏ nhất có thể thì sau một tí là các bạn có thể tháo được cái chip led này ra đây là cái cách mà áp dụng cho nhà bạn nào không có cái bàn là này có cái bàn là thì nó dễ dàng hơn thì có thể đặt lên và điều chỉnh nhiệt cho còn không có bàn là thì các bạn áp dụng cái cách bằng bếp ga này thì nó cũng tương tự như vậy thôi căn bản là còn điều chỉnh cái ga này nó thật là nhỏ đấy thì sau một lúc thôi là các bạn có thể gắp được cái chip led này ra mà không bị hỏng cái là chip led này này Đó, có con nào cháy hỏng rồi thì tháo ra luôn đi để xem nào các bạn dùng một cái kẹp thế này này hoặc là cái nhíp nhổ lông ấy thì các bạn để đây này nhá để nhẹ thôi đấy, khi nào mà cảm giác như thấy nó rơi ra ấy, thì các bạn sẽ gạt ra còn chưa được thì các bạn vẫn cứ để như vậy yên tâm đi nhá không hỏng đâu thì sẽ làm mẫu các bạn xem nhá không hỏng được đấy như bây giờ là có thể gắp được chip led ra này, đó, một con này. Đấy, rất là dễ dàng nhá, hai con này. Đây, chip led của nó đây. Ba con hỏng này. Đó. Ok, thì sau khi lắp được rồi thì còn sẽ tắt ga đi để cho nó ngồi tự nhiên nhá, không được làm rung linh cái này. Rồi tắt đi để cho nó ngồi tự nhiên. Thì khi mà con bạn gắp được phải nhanh tay gắp nhá, không được để nó lâu nhá. Phải nhanh tay gắp được những cái chip led nào mà nó bị hỏng ra ấy. Đó, ví dụ như đây mình gắp được ba con ra thì rất là nhanh này, đó ba con này thì sẽ không bị hỏng đâu gặp ra không bị hỏng này đấy thấy chưa đây là ba con chíp đẹp khi sau khi gấp ra này khi mà còn tắt gai còn phải giữ nguyên vị trí này nếu mà các bạn rung rinh một cái thì nó sẽ bị lệch con chíp ngay thấy không thấy chưa bây giờ tiếp tục lại là dùng con này ba con này để ra một vị trí đi không tí nữa là nhầm nhầm với nhau đấy Đó, bây giờ là gấp cái miếng này mình gấp hết ra nhỉ không cái này chỉ gấp những con nào đang còn sống thôi ví dụ nhìn thực tế vào đây thì thấy có mấy con này nó bị cháy này thì mình đừng đừng lấy cái này mình đang sử dụng tấm này mà đây ví dụ như cái, cái tấm này chẳng hạn đó sẽ để tạm đây nhé tiếp tục bật lên gấp những cái con nào sống ở bên này để thay thế sang cái tấm đi bên tấm đẹp bên này Đấy. cứ chỉnh ra thật nhỏ vào thôi, để một lúc khoảng tầm 30 giây gì đấy là các bạn có thể gắp được cái này ra khi mà được rồi còn chỉ việc gắp ra nó nhẹ nhàng thôi đó gấp khoảng tầm đủ cái số lượng mình mình sử dụng thôi đây sau khi tròn ra được những thành viên yếu tố để thay thế sang bên này thì bắt đầu tiến hành kiểm tra các bạn là dùng cái nguồn khoảng tầm 5 đến 6 v nhé kiểm tra chip led xem cực nào là cực âm và cực nào cực dương để xem thôi đó đảo lại đảo lại đảo lại đấy cứ kiểm tra xem là cực nào là cực âm dương để 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 tí nữa mình gắn vào đây này đấy như cái này là đó đó được rồi như vậy thôi đừng có gì lâu quá thì ở đây là cực dương cực âm thì các bạn lấy bút lông còn đánh dấu lại nhé một số chip led đấy thì nó sẽ có cái bản cực của nó là một bên to và bên nhỏ thì còn rất là dễ thay thế nhưng mà cái chip led của cái hãng này thì nó là hai bên đều to cả đây còn để vào nó đúng cái vị trí mà các bạn thay chip led này đó cứ sắp xếp cho nó thật gọn gàng rồi bây giờ bật lửa lên nhớ nhẹ nhàng một xíu thôi bật lửa lên như lúc ban đầu nhé ga nó thật là ít vào nhá không được để ga lửa nó quá to lửa mạnh quá rồi đấy các bạn để mà như lúc tháo ấy để lúc nào mà thấy cái chip led bắt đầu nó rung rinh ấy thì là nó sẽ tự động hít vào đây mình quay cần cảnh các bạn xem này căn, căn, căn nhiệt nhá. đấy cứ để vậy đi lúc nào mấy cái chip led bên này nó rung rinh này là những cái này nó có thể hít được vào rồi đó nhớ là để lửa thật nhỏ nha các bạn mình khuyên các bạn là phải để lửa thật nhỏ vì là cái này nó các bạn không căn chỉnh được nhiệt độ mà nếu như là các bạn sử dụng cái cái bàn lái thì các bạn có thể căn chỉnh được khi mà nó rung rinh những cái chip led con lái những chip led cũ này này đấy nó rung rinh như này là là những con bên này là có thể được đấy nhá Đó, ok rồi tắt lửa đi đấy và các bạn làm mát cho nó thật nhanh có thể thổi nó đi thổi nhẹ nhẹ không bay chip led đấy đây là một cái cách mà các bạn thay thế chip led rất là đơn giản mà cực kỳ hiệu quả luôn nhá đấy cứ để ngồi cho nó ngồi tự nhiên rồi tí nữa mình đem vào mình hàn vào là ok rồi còn uh, cái tấm led này thì còn sẽ giữ lại hôm nào mà hỏng những cái đèn led nào thì uh, dùng cái này để thay thế đỡ về phí đấy cứ thổi cho người là ok mà là nhúng nước đá nhanh bây giờ được rồi đó như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà hàn cái chip led vào nó cực kỳ nhanh luôn này không khác gì mà nhà sản xuất người ta hàn luôn cái này ấy, các bạn không thể nào sử dụng mỏ hàn để hàn được đâu không thể nào sử dụng được tại vì là cái cách hàn bằng mỏ hàn ấy thì nó sẽ làm hỏng cái chip led này làm vỡ chip led và không sử dụng được đó thì sau khi mà các bạn hàn chip led vào mình đảm bảo các bạn hàn vào 100 phần trăm là được luôn nhá nếu mà các bạn hàn đúng theo cách của mình đừng để cứ đặt chip led lên cái tấm led này này và để nguyên vị trí như vậy đừng có để nó rung rinh và còn bật ga lên một phát là để cho nó từ tan cái thiết này vào cái chip led mà khi mà các bạn thấy nó tan rồi các bạn chỉ cần việc thả ra một phát là được luôn Đấy, bây giờ test thử xem này À, cái cách này thì đảm bảo là với các bạn là nó không khác gì đèn mới luôn, không không. Đảm bảo luôn 80% luôn. Nếu mà như đèn mới thì hơi quá nhưng mà đảm bảo các bạn là cái tuổi thọ nó 80% so với 80 đèn mới. À? Không phải 95 hay 100. Thì cũng tầm đấy luôn, cứ cứ test vào thử đi, cứ bạn vào thử xem nó sao. không tên, 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 tên. Ừ. Đó, bạn chặt vào không nó té lửa. Đấy. Sáng thật quý vị các bạn. Như vậy là sáng ngon lành rồi cái cách này của mình thì nó sẽ hiểu ơi sờ vào chín nó, nó, giật chỗ đây <laughs> thanh, thanh niên này sờ vào chín liên nên là cái cách này của mình ấy thì nó sẽ bền hơn so với những cách trước đây, ông chỉ vào phía bên này xíu Đấy, cái cách này của mình thì nó sẽ bền hơn so với cái cách mà còn câu dây điện từ cái chip led bị hỏng này sang chip led đang còn mới này Đấy, cái cách này thì nó sẽ bền hơn đó ở đây là một trăm phần trăm là chip led nó hoạt động cả rồi này đó nó sáng cả rồi nhá ánh sáng thì nó khôi phục lại như ban đầu rồi đó thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn còn thay cái chip led này mà không cần phải câu dây từ chip led lằng nhằng này với lại là nhiều anh em sử dụng cái mỏ hàn để hàn cái chip led này thì mình thấy là gần như 80% anh em mà đều hàn hỏng chứ không sửa được nên là cái cách này thì các bạn thay thế là chip led rất là nhanh và hiệu quả đó ông thấy chưa vứt đi phí hai cái bóng đèn để tí nữa ông ông còn cái tấm led này thì tháo ra thay nốt cái bóng còn lại luôn là được hai cái này Đấy, tiết kiệm bao nhiêu là tiền? Lại lại được thêm mấy chục nghìn mua được mấy ca đấy. Đấy, lấy tay sờ vào đây tiền không, <laughs> thanh, không, không, không. thanh niên rồi này, hồi này, hồi nãy quên nhắc thò tay sờ sờ vào chịu led Giật được? được. chứ nguồn ở ra đây nó ra tầng 90V gần 90V mà. Kiểu gì cũng đặt tay vào đây. Không sao đâu, điện nhà mình có át mát nên là với lại chạy điện năng lượng mặt trời nó nó sẽ tự động ngắt. Rồi ok, thì video này mình hướng dẫn quan thay thế cái chip led này với một cái cách hiệu quả thì anh em thấy cách này của mình như thế nào có hiệu quả so với một số cách của các bạn làm hay không thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá để ông thấy thế nào chuẩn rồi ok thì anh em thấy video này hay nhớ cho anh em mình một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ anh em chúng mình nha chào anh em nhá anh em cứ học theo nhá chào các bạn nhá đấy lắp vào thôi sửa nốt bóng còn lại thôi